xin chào quý vị và các bạn thanh lý cho quý vị và các bạn một cặp vỏ thùng đẹp keng xà beng nha của hãng biêu có còn tem biêu đàng hoàng nha thì cái cặp thùng này là quý vị muốn mở cái căn này ra thì phải mở bên trong nha mở ra rồi đóng cái khung cái lưới này mở ra là lấy được cái lưới này ra nha nó có mấy ngốc ở bên trong á mình bán đúng như viên không mở không tháo gì hết về tự nghiên cứu độ chế rồi cái thùng này thì ngang nó là 39 ngang 39 nha chiều sâu 30 là không tính cái cái mặt lộ ra phía trước này rồi chiều cao cao thì nó 66 đó thùng gỗ lạng thùng này thì còn đẹp góc cạnh len can xà ben theo dạng hàng bãi đó, ở phía sau là như thế này ốc cái ốc bắt đích thùng này thì còn đầy đủ nha mình mở thùng này mở từ ở phía sau đít này, nói với vị bỏ bạn, rồi cặp thùng à, tình trạng là không bể nở, chày theo năm tháng thì có, đây là hàng cổ, hàng cũ, đó, bán cho quý vị hoặc bạn một triệu gửi, thì việc mà sẽ quay ở bên trong để quý vị hoặc bạn xem à, à, sẽ bắt được những cái lo như thế nào. Đó, thì giờ giá này là không bao gồm phí ship, chuyển khoản trước bán trước, không mặc cả trả giá nha và đây là cái nội thất ở bên trong để quý vị các bạn đó. thì uh, Việc uh, lấy cái bông tiêu âm ra nè đó. và bên trong thì uh, có một lỗ uh, để uh, bắt bát 30 thì cái thường bắt bát 30 thì cái lỗ vòng tròn người ta phép á, nó sẽ là 27 nha đó và đây là cái lỗ lo chung lo chung này thì lọt lòng mình tính lọt lòng bên trong này thì nó 12,5 thì bắt được cái lo chung khoảng 14 15 đó còn ở đây là ba lỗ này nó bằng nhau lọt lòng là 7,5 thì mình có thể là bắt những cái lo chép là nó 10 cm, 9 cm hoặc là 11 cm ha. Thì tùy quý vị và các bạn độ chế ha. Hoặc là bắt hai chép một chung một bát vào mà để một lỗ thông hơi. Thì đó tùy quý vị và các bạn nha. Rồi và giá của cặp này là việc bán cho quý vị và các bạn á, có ốc đạn có ốc đầy đủ nha tại vì à, mình chưa có bắt ốc vào á cặp này thì à, mình bán cho quý vị hoặc bạn một triệu gửi không bao ship quý vị nào chuyển khoản trước bán trước nha